65 năm về trước, ngày 1 tháng 4 năm 1959, trong lần về thăm các làng cá trên các đảo Cô Tô, Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh và đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng, Bác đã căn dặn: "Biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ." Lời căn dặn của Bác đã đánh dấu mốc son cho sự ra đời của ngành thủy sản Việt Nam. Trải qua 65 năm hình thành và phát triển, ngành thủy sản tỉnh Nghĩa Bình trước đây và Quảng Ngãi sau này luôn khắc ghi lời dạy của Bác, không ngừng vượt khó vươn lên, đạt nhiều kết quả, đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế tỉnh nhà. Quảng Ngãi có chiều dài bờ biển khoảng 130 km với 6 cửa biển lớn nhỏ, thuận lợi cho tàu thuyền đánh cá ra vào khi tham gia khai thác thủy sản. Ngư nghiệp là kế sinh nhai của cộng đồng dân cư vùng ven biển và hải đảo. Từ một nghề cá manh mún nhỏ lẻ ban đầu, đến nay ngành thủy sản Quảng Ngãi đã có những bước phát triển toàn diện. Kinh tế thủy sản đã trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn, cải thiện cuộc sống của cộng đồng dân cư. Không chỉ vươn lên làm giàu nhờ sản xuất kinh doanh thủy sản, mà việc vươn khơi bám biển dài ngày của người dân còn góp phần vào việc giữ gìn an ninh, bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc. Ba mươi năm năm trước, khi mới tái lập, tỉnh Quảng Ngãi chỉ có khoảng 2.600 tàu đánh cá, trong đó có 1.800 tàu có gắn máy với công suất 28.000 CV. Về chế biến hải sản, chỉ có một xí nghiệp Đông Lạnh Quảng Ngãi. Nghề nuôi tôm mới bước đầu phát triển với diện tích khoảng 180 hecta. Hạ tầng nghề cá như luồng lạch, bến cảng, khu neo đậu và các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá chưa được phát triển. Thực hiện các nghị quyết, chương trình phát triển thủy sản của Đảng và Nhà nước, nhất là thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ngành thủy sản của tỉnh đã từng bước cơ cấu toàn diện các lĩnh vực của ngành, đạt nhiều kết quả nổi bật. Từ một nghề cá thủ công, quy mô nhỏ, hoạt động ở vùng gần bờ, khai thác chủ yếu các loài cá nổi nhỏ, giá trị thấp, đã chuyển dịch theo hướng trở thành một nghề cá cơ giới, tăng cường khai thác ở vùng biển xa bờ, khai thác các loại thủy sản có giá trị cao, phục vụ xuất khẩu, gắn khai thác với bảo vệ và phát triển nguồn lợi. Hiện toàn tỉnh có 4.242 tàu cá, công suất trên 1,7 triệu mã lực, và là một trong những địa phương có số lượng tàu cá nhiều nhất cả nước. Trong đó có 3.099 tàu đánh bắt xa bờ, với khoảng 38.000 người tham gia khai thác và chế biến hải sản. Xưa là ghe nhỏ, mái nhỏ, lưới nhỏ. Đó. Bây giờ con cháu nó lớn lên, nó trưởng thành rồi thì nó sắm tàu to, mái lớn, nghề lớn, mái mát đầy đủ. Nó làm quá như là hơn hồi xưa. Bây giờ thì nó lại mình thấy được cá sâu hơn, xa hơn, rồi bé đạt hơn, chứ còn bắt thường thì mình đâu có thấy được cá như nước như biển đâu. Mình thấy vừa có mấy dòng cái dòng ngon thì mình có thể thấy có phát hiện cá nó bé dễ dàng. Một trong những kết quả nổi bật của ngành thủy sản tỉnh Quảng Ngãi là ngăn chặn tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép. Quảng Ngãi đã hướng ngư dân phát triển nghề cá có trách nhiệm và bền vững. Từ một tỉnh có số lượng tàu thuyền và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ nhiều, thì đến nay tình trạng này đã được kiểm soát, ngăn chặn. Công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật cho ngư dân luôn được các cấp các ngành và chính quyền địa phương ven biển ở tỉnh Quảng Ngãi duy trì thường xuyên. Phương ra bến biển thì trước tiên thì giấy tờ phải đầy đủ, rồi về có pháp luật gì thì biên phòng đồ xác nhận là phải mời, là mình sơi đi ra đánh bắt mà bị sơi đó thì bị về nó có cái má giám sát hành trình thì mình đi không ra được ngoài nước ngoài thì mình cứ bám biển ở trong vùng biển chủ quyền của mình cứ lo lòm, mong muốn là để gỡ cái thế giờ thì cầu cho bà con hòn quá đồ đi đánh bắt nó đắt hơn một xí. Nuôi trồng thủy sản cũng đã trở thành một ngành sản xuất hàng hóa tập trung với trình độ kỹ thuật tiên tiến, phát triển các giống nuôi đa dạng ở tất cả các thủy vực, nước ngọt, lợ và biển theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường và hài hòa với các ngành kinh tế khác. Các mô hình nuôi cá trong lồng bè trên sông, lòng hồ thủy điện đã mang lại hiệu quả tích cực. Toàn tỉnh đã có 1.370 hectare thả nuôi thủy sản nước ngọt, nước mặn và nước lợ. Sản lượng thủy sản thu hoạch hàng năm khoảng 9.500 tấn. Nhiều địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ngãi đã khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư nuôi thủy sản. Trang trại nuôi tôm Thương Tiến rộng 2 hecta ở phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ đã được cấp mã vùng nuôi.
quy trình nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, từ việc xử lý nước cấp trước khi bơm vào ao nuôi đến việc xử lý con giống trước khi thả nuôi đại trà được thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật. Các công nhân thường xuyên theo dõi đo độ pH, độ kiềm trong nước. Mỗi năm, trang trại này thả nuôi từ 1,8 triệu đến 2 triệu con tôm giống, xuất bán ra thị trường khoảng 60 tấn tôm. Lựa chọn những cái con giống ở những nơi cơ sở có uy tín. Sau đó mình về mình kiểm soát được cái chất lượng của cái nguồn con giống. Thì mình nuôi hiện tại là mình nuôi 3 giai đoạn. Cái quy trình mình xử lý nước thì cũng trước tiên là mình xử lý lọc thô trước, sau đó là mình kết hợp với vi sinh rồi để nhằm cho giảm bớt cái khống chế được cái hàm lượng vi khuẩn trong ao nuôi. Xây dựng cái vùng nuôi trồng tập trung để áp dụng các công nghệ tiên tiến nuôi trồng thủy sản cho nó đảm bảo có hiệu quả. Còn đối với những cái vùng nuôi trồng nhỏ lẻ và ô nhiễm môi trường thì thị xã sẽ dần là sẽ thu hẹp lại và tiến đến là sẽ giảm cái vùng nuôi trồng nhỏ lẻ. Hiện nay thì thị xã cũng đã định hướng quy hoạch hai cái điểm tại Phú Khánh và Phú An để mà làm cái vùng nuôi trồng tập trung cho các cái nhà đầu tư vào trong thời gian đến. Chế biến thủy sản xuất khẩu đã có bước phát triển rất nhanh, tiếp cận với trình độ công nghệ và quản lý tiên tiến của khu vực và thế giới. Nhờ đổi mới phương thức quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm, tiếp cận và từng bước đáp ứng những đòi hỏi cao nhất của các thị trường quan trọng, tạo được uy tín và đứng vững trên các thị trường thủy sản lớn trên thế giới. Toàn tỉnh hiện có 28 doanh nghiệp chế biến các sản phẩm thủy sản với tổng công suất trên 30.000 tấn mỗi năm. Trong đó có 14 doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng thủy sản sang thị trường EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngoài ra còn có một số doanh nghiệp xuất khẩu hải sản tươi sống ướp đá theo đường tiểu ngạch qua thị trường Trung Quốc hoặc xuất khẩu ủy thác cho các nhà máy trong và ngoài tỉnh. Cái sản phẩm chính của doanh nghiệp lâu nay xuất khẩu sang thị trường châu Âu vẫn là cá phi lê, là cá ngừ, vi vàng, cá dũa, cá cờ kiếm, cá cờ gòn, cá mú, cá mó, cá gái là những cái sản phẩm chủ lực mà được khách hàng châu Âu đánh giá rất là cao. Họ có nhu cầu mong muốn phải tăng cái sản lượng này lên nữa. Họ tiếp theo những cái đơn hàng họ rất là muốn ký hết cái đơn này tới được hết. Định hướng phát triển thủy sản của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực khai thác thủy sản. Nghiên cứu cấm đánh bắt có thời hạn 5 khu vực biển để bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản đang bị khai thác quá mức. Cùng với việc cấm khai thác, địa phương sẽ thả giống tái tạo hàng năm các loài có giá trị kinh tế cao, bản địa, nguy cấp, quý hiếm, thả rạn nhân tạo, bảo vệ và phục hồi nguồn lợi thủy sản ở vùng biển ven bờ. Các cái vùng biển này là nó có là cái nơi tập trung sinh sản của các cái loài thủy sản, nơi mà cá con, tôm con là sinh sống, là có cái sức bổ sung cho cái nguồn lợi của khu vực. Nếu mà bảo vệ được cái trong cái thời gian mà sinh sản của các loài thủy sản thì cái nguồn bổ sung cái nguồn lợi cho khu vực lan tỏa ra xung quanh là nó sẽ đảm bảo được cái việc phục hồi cái nguồn lợi thủy sản. Trải qua 65 năm hình thành và phát triển, ngành thủy sản Quảng Ngãi đã có những bước phát triển khá tốt, tăng trưởng khá ổn định. Giá trị sản xuất ngành thủy sản năm 2023 đạt 7.256 tỷ đồng, chiếm 38,5% giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tỉnh. Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành thủy sản trong toàn ngành nông lâm thủy sản tăng dần từ 32,6% năm 2010 lên 37,3% năm 2020. Thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu theo đúng định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp thời gian qua. Ngành thủy sản đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp nói riêng và kinh tế xã hội của tỉnh nói chung. Quảng Ngãi xác định giai đoạn năm 2021-2030 và định hướng đến năm 2045, phát triển bền vững ngành thủy sản có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phù hợp và đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển kinh tế biển của cả nước và khu vực. Định hướng là chúng ta hạn chế đến mức tối đa cái tàu
khai thác lưới kéo, tăng cường các trang thiết bị hiện đại và đóng các tàu lớn ứng dụng công nghệ hiện đại hơn trong khai thác, trong định vị tàu cá, trong bảo quản, để làm sao chúng ta trong thời gian sớm nhất khai thác và đem về cái vùng vào bờ sớm nhất để chúng ta tăng được cái giá trị gia tăng của cái sản phẩm. Đồng thời với đó thì cái hạ tầng của thủy sản cần phải được đầu tư. Trong lộ trình thì được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quan tâm, được tỉnh quan tâm, thì trong lộ trình từ nay đến năm 30 thì cơ bản hạ tầng về thủy sản, các cái tàu neo đậu cũng như là các vũng tránh trú bão an toàn của tỉnh đã được đầu tư khá cái hoàn thiện. Do vậy là ngư dân yên tâm bám biển và khai thác thủy sản nó bình vững hơn. Chúng ta phải đảm bảo cái câu chuyện là quy hoạch bài bản trong vấn đề nuôi trồng, kể cả quy hoạch vấn đề nuôi biển, gắn với đó là phải bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không khai thác theo cái hình thức mà lâu nay mình đã lên án, nhiều cái địa phương đã xử lý nhiều vấn đề xả rác bị hủy diệt. Và một cái ý nữa là chúng ta bắt đầu tính đến cái việc là một số vấn đề chuyển đổi cơ cấu chung của tỉnh, trong đó cơ cấu của ngành nông nghiệp, trong đó cơ cấu của vấn đề về cái lực lượng lao động trong cái khai thác, trong việc khai thác chuyển qua vấn đề về nuôi trồng, chuyển qua vấn đề về dịch vụ, để chúng ta giải quyết cái bài toán của người dân. Chúng ta cũng nhằm mục tiêu cuối cùng là nâng cao cái hiệu quả và kinh tế, phát triển kinh tế ở của nhân dân vùng biển. 65 năm xây dựng và phát triển, ngành thủy sản Quảng Ngãi đã có nhiều bước phát triển to lớn, tăng trưởng vượt bậc về nuôi trồng, khai thác, chế biến, mở rộng thị trường và hội nhập quốc tế. Ngành thủy sản Quảng Ngãi đã kết hợp tốt các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển ngành thủy sản một cách đồng bộ, bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân ven biển, góp phần tăng trưởng kinh tế và giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.